Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Và các bạn ơi, hôm nay thì anh em mình sẽ đến với cái khu vực là Arena. Và hôm nay có một cái bé rồng mình muốn review cho các bạn xem nha. Con này khá là giống như Son Goku các bạn à. Thuộc hệ là Heroic, ra từ rất là lâu rồi. Bé này thì sẽ có 4 chiêu, và tuyệt chiêu đặc biệt của cái nhân vật này của chúng ta sẽ là tuyệt chiêu mặt trăng nha mọi người. Con này nó sẽ có là 3 cái skin. Những cái thành viên lúc trước thì chúng ta sẽ có được 3 cái nha các bạn. Cái skin ở giữa cũng khá là dễ thương nha. Rồi, và đây là skin khổng lồ. Wow, giới thiệu sơ với các bạn. Và bây giờ thì nhiệm vụ của anh em mình thì để mình nghĩ coi chúng ta đến với cái chỗ nào rồi. Hai trận trong khu vực list nữa là chúng ta sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Và các bạn ơi, Hentai gần lấy được cái thành viên thuộc hệ Mythicast rồi nè. Anh em mình ở đây chỉ cần 40 trái cà với lại 60 trái chuối nha. Đó là anh em mình sẽ nhận được cái thành viên Mythicast rồi. Cho nên là Hentai cũng cố gắng để bế cái thành viên này về lắm luôn ấy. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ đến với cái khu vực list review nhẹ một cái nha. Let's go. Đâu rồi, bé yêu của mình đâu rồi? Ok, tới công chuyện luôn các bạn ạ. Ở đây thì anh em mình đây ra thể hiện kỹ năng nào. Tuyệt chiêu bèo bèo của chúng ta thuộc dòng Heroic thì lượng đam nó sẽ nằm ở cái mức gọi là 106 nha các bạn. Một cái lượng đam cũng khá là ổn luôn. Con này máu vừa trâu và lượng đam vừa cao. Đó, còn thêm cái ngoại hình thì khỏi chê vào đâu được luôn. Wow, quần áo thì rách rưới xíu nha, do gọi là cái nguồn nội lực mạnh quá, quần áo chịu không nổi các bạn à, cho nên nó bị rách, hơi bị từ lưa tí đó, nhưng mà vì vậy nó cũng toát lên một cái vẻ đẹp à. Đây, tới câu chuyện luôn, sát thương nhân 2. Một cái vẫy tay nhẹ thôi các bạn ơi, con này nó không có như những cái thành viên Heroic khác hay là những con rồng khác gọi là bay tới cắn xé hay là sử dụng những cái chiêu trưởng này kia các kiểu. Con này nó chỉ đưa cái tay vẫy nhẹ một cái thôi là tem bạn nó lên dĩa rồi. Đó, không có cần phải hổ báo trường mẫu giáo đâu hen. Wow. Ui mém các bạn ơi, anh em mình còn có chút xíu nữa là đi du lịch xa bờ luôn rồi. Victory nha. 6 viên game bỏ túi. Đó, khu vực này là một trong những khu vực mà anh em mình cày game cũng khá là ổn nha. Wow, đội hình tiếp theo. Đôi bàn tay nhỏ bé. Auto hit. Tiếp theo sẽ đến với là nhân vật Zimmer các bạn. Con này thì có thân hình khá là to lớn nha, nhìn rất là ngầu luôn. Rồi, bé này là Melee ha, 5 sao. Wow, qua cửa nè. Ok. Rồi, chỗ này thì 111 ha. Wow. Rồi, vị trí này thì vẫn cho cái bé yêu này ra thể hiện kỹ năng nha mọi người. Một mình cân ba để xem coi là cái thành viên Heroic này của mình nó có đủ sức để có thể hạ được 3 thành viên của tên bạn hay không nha. Rồi, đây sẽ là khủng long Mythicast. Ôi, huy hiệu Mitty nằm trên ngực nha. Wow, mình thấy mấy con khủng long thường thường á là huy hiệu Mythicast nó sẽ nằm ở trên cái đùi á các bạn. Cái đùi chà bá hay sao ấy, nhưng mà cái con này nó nằm ở ngực. Ôi, hồi sinh trở lại thêm một lần nữa luôn. Ôi, bé của mình một mình cân ba không nổi các bạn ơi. Đội hình tên bạn quá ghê gớm. Rồi, chỗ này thì còn được một cái nữa nha. Tới công chuyện luôn. Ôi, ma cà rồng mới vô là nó đẩy một phát là anh em mình mất cũng cả khúc máu đấy. Rồi, bé này sương sương là mình gõ tầm khoảng 3 cái mới hạ được nha. Rồi, vô kèo nè. Cuối cùng. Wow. Đầu tiên thì phải phát cái bộ giáp của dòng Titan trước. Gặp mấy con Titan này thì anh em mình hơi khoai một tí nha. 103. Wow, anh em mình không hạ được 2 con luôn. Ôi ơi, cái này hạ được 2 con các bạn. Nhưng mà tới cái con thứ 3 thì anh em mình quýnh không được rồi. Con này thuộc hệ Mythicast. Wow, cũng khá là đẹp nha. Gặp ngay anh bạn Kamas của mình.
ôi. Rồi, tiếp theo thì anh em mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nha. Ở đây thì khu vực arena mình cần quýnh 5 trận các bạn ơi. Thôi khoai nha. Rồi, arena ở đây thì... Rồi, vô kèo luôn. Thấy là anh em mình trên cơ tên bạn rồi đó. Việc còn lại là chúng ta phải nhờ vào kỹ năng thôi. Wow, thêm một lượt đánh nữa luôn à. Ôi, vậy là con này nó quýnh mình 2 cái nha các bạn. Anh em mình sẽ xài tỷ chiêu gọi là quýnh cả 3 thành viên tên bạn trước. Đó. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ nhờ tới Kalmas lụm nhẹ một cái. Rồi, hồi sinh trở lại thêm một lần nữa đúng không? Lần này thì chúng ta mới cho cái bé này ra. Wow. Con này thì 45. Ui, nó 45 nhưng mà nó được đam với mình nha các bạn. Anh em mình sẽ chơi trò búp máu nha. Đây, bơm ít máu cho anh em đâu. Ôi, kích miễn nhiễm sát thương luôn. Chúng ta sẽ không bị mất giọt máu nào ha. Ôi, full cây. Kalmas của mình full cây luôn rồi. Rồi, vị trí này sẽ đến với là Alex. Ca này thì... Ôi, anh em mình sát thương nhân 2 nè. Wow, ôi, sao nó không hồi sinh lại nha. Mình tính là mình cho nó hồi sinh lại thêm lần nữa rồi anh em mình mới quánh ấy. Ai ngờ đâu là nó không thèm hồi sinh luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp theo thì để mình coi coi. Chúng ta sẽ đến với là... ca này hơi khoai nha. Anh em mình bật thêm cái khiên nha các bạn. Chúng ta sẽ có cái khiên ở đây là tăng thêm được 20% lượng sát thương nha. Action. Rồi, tới luôn. Vị trí này tên bạn lượng máu nó lên tới tầm... Wow, 400 mấy các bạn ơi. Rồi, một hit là mấy chục à. Cái này mình gõ thêm được 1 cái nữa. Đó, coi như là nó quýnh mình 2 cái. Bây giờ mình hút máu 1 cái là full cây. Ôi, giờ anh em mình quýnh nó nhiều quá cái lượng máu đó. À, thôi thì bây giờ mình sẽ nhờ tới cái bé Son Goku à. Nhìn con này nó ngầu phết luôn ấy. Wow, sát thương nhân 2 kìa. Thôi anh em mình chơi trò búp máu đi nha. Đó, tầm này đánh đấm gì. Rồi, chỗ này thì búp máu. Ổn chưa? Chưa ổn, búp thêm cái nữa. Đó, búp xương xương một hồi full cây luôn. Rồi, Kalmas đâu, ra búp thêm cái nữa. Chơi vậy ai chơi lại không? Búp nãy giờ mình búp 3 lần luôn rồi đó các bạn. Ơi ghê nha. Rồi vị trí này thì chúng ta sẽ... Ôi mình hạ con này một cái luôn đi ha. Rồi trở lại thêm một lần nữa. Ôi nó kích miễn nhiễm sát thương cho mình luôn. Wow 130.000 các bạn. Sau khi tăng thêm 20% lượng đam thì sát thương của anh em mình cũng kha khá rồi nha. Hút máu nè. Ôi hút 127 luôn. Wow. Ôi lên tới búp máu mà búp tới gần 50.000. Rồi pha này thì Kalmas ra búp máu một cái cho vui nè. Đó chơi dạng như bất tử vậy các bạn ơi. Máu mà đè nó búp miết luôn vậy đó. Búp mệt nghỉ luôn à. Victory nha. Ở khu này thì quýnh á, anh em mình phải suy nghĩ hơn chút xíu, cũng như là chúng ta sẽ đắn đo hơn. Hai con Kalmas thôi mình né nha. Mấy con Kalmas này thiệt là quýnh chua lắm các bạn ơi. Rồi, dòng này thì anh em mình cũng tạm ổn đi. Wow, ôi mới nghĩ tạm ổn nhưng mà nó đam với mình thì nó không ổn tí nào hen. Rồi, mới vô là bây giờ bị mất máu nè. Bây giờ thì hút máu đi. Tiếp theo đến với bé nào đây? Heroic. Ca này búp ít máu luôn. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ nhờ đến bé sát thương nhân 2 nè. Wow, 240 luôn. Ôi, kích miễn nhiễm sát thương luôn kìa. Rồi, tem bạn nó đuối với anh em mình khi mà gặp Kalmas kích miễn nhiễm các bạn à. Lượng đam của Kalmas thì các bạn biết rồi đó. Sau khi kích miễn nhiễm nó sẽ được nhân 2.
Rồi rồi, hết sảy luôn. Ôi, nó búp máu hơi bị đỉnh nha. Ca này là mình thấy ngầu lắm luôn. Ui, lỡ tai các bạn ơi, ca này bị lỡ tai. Ôi, rồi, vị trí này thì... Ôi, tên bạn có con hàng xịn nè các bạn. Cái con này nó quýnh ác chiến hơn là cái con Heroic rất là nhiều nha. Đây, cái lượng đam nó mình thấy mình còn nóng lạnh luôn á. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ phá cái bộ giáp của tên bạn trước. Đó, mới vô là vả trước đi hen. Ôi, nó giật đam với mình luôn. Rồi. Ôi, nó chơi hút máu luôn. Chơi vậy chơi lại man. Nó quýnh mình từ lừa xong nó còn đè nó hút máu nữa. Rồi, pha này thì cho bé Kamas Heroic của mình ra lụm nha. Rồi, nó xài chiêu gì với mình đây? Thôi, pha này thì tiễn nhẹ một em. Thành viên tiếp theo. Chiêu lửa. Ôi, 219 nha các bạn. Ôi, đàm gắt đấy. Thôi, anh em mình tiễn con này đi chứ. Để con này là đuối á. Ôi, con này nó được đam với mình nè. Ây, căng rồi. Ôi, nó quýnh mình chắc đi du lịch xa bờ quá. Còn cái gì nữa? Nó quất gọi là không thấy mặt trời mặt trăng luôn. Bây giờ anh em mình tính toán thì sao giờ? Kẹt cái là nó có khả năng hồi sinh đấy. Nó trở lại. Đó. Đuối ở cái chỗ là khả năng hồi sinh đó các bạn. Rồi, tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với kêu con khác ra chứ con đó nó bị ngủm của tỏi rồi. Rồi, let's go hang. Pha này thì anh em mình lụm nhẹ trước. Wow, bật cái hút máu lên. Wow, ghê vậy. Em bạn còn có 4.000 máy à. Rồi, hồi sinh trở lại đúng không? Ca này thì cho bé trâu ra lụm là hợp lý nhất luôn nè. Rồi, sau khi mà bé trâu lụm xong thì bây giờ anh em mình đang gặp phải Sinful. Ơ, chú này. Ôi, con này là... cái gì ta? Macaron Gold các bạn ơi. Rồi. Macaron Gold đúng không? Vị trí này thì hơi khoai rồi. Đây, anh em mình ráng ráng tí nha. Wow. Bật cái hút máu cái đã. Rồi, chỗ này thì chúng ta để xem coi ổn không. Ổn các bạn ơi. Ôi, hồi mém ngủm của tỏi luôn. Rung nha. Tưởng đâu đội hình tên bạn nó bèo mà mình thấy nó cũng khá là mạnh luôn á. Quá ghê rồi. Rồi, ca này thì ráng nha các bạn, này gồng qua thôi chứ. Đầu tiên thì vẫn phải phá cái... Ui, nó quýnh 2 lần. Ôi. Con này nó chưa bị mất máu mà nó xài chỉ hút máu trước rồi, hơi ẩu nha. Đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chơi trò hút máu nè. Đây, ca này thì sẽ đến với là Kamas. 256.000. Hả? Kích miễn nhiễm rồi. Rồi, tới công chuyện luôn. Ôi, Macaron Gold các bạn à. Wow, con này nó quýnh hơi thốn đấy. Ở đây thì chúng ta chơi chiêu búp máu đi. Ôi, vả cái con bên trong nó còn khoảng nửa cây luôn à. Rồi, lần này thì anh em mình... Ui, Kamas hả ta? Rồi, Kamas chơi búp máu nha các bạn. Khả năng búp máu của cái bé này cũng khá khá đây. 40.000.
Wow, nữa hả? Con này nó nhây kinh khủng nha. Đá vôi là 60, xài luôn chiêu lửa, lượng đam 155. Rồi. À, Kha'Zix của mình đang có sát thương nhân 2. Ôi, nó không hồi sinh nha. Rồi, victory các bạn ơi. Tiếp theo thì ở đây thì anh em mình gần lấy được cái thành viên này rồi, cũng như hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Chuối, anh em mình cần khoảng 60 ha. Đây, còn cà cà thì khoảng 40. Giờ thì tính ra là anh em mình phải ưu tiên là chuối ha. Wow. Rồi, ở đây thì chúng ta được một cái 4 nha. 31 và 45 rồi. Ở đây thì ráng một xíu nữa là chúng ta sẽ lấy được ha. Cố lên. Đây. Ôi, lòi ra được cái ngôi sao năm cánh cho mình luôn. Ở đây là 19 cà với 45 trái chuối. Thì giờ anh em mình có cách nào để cho chuối nó gần mình mới được? Cây nha. Muốn ráng cho mấy trái chuối nó gần mình thôi mà nó khoai kinh khủng hen. Rồi. Làm sao mà phá được cái đường ngang này hen. Wow, giờ còn 28, 28 trái chuối lận. Đây. Wow. Wow, bây giờ là cà nó dư luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ là anh em mình bị thiếu chuối thôi. 15 trái nữa là mình sẽ giải cứu được Mythicast. Rồi, còn 12 ha. Wow, bây giờ là còn hai trái các bạn à. Còn bốn bạn hai trái chuối nữa thôi. What? Nó nhảy lên cái cửa mới luôn rồi. Rồi, lần này thì ui sao. Đây. Nhận Mythicast các bạn à. Và đây là bé Mythicast ở event lần này nha. Quá tuyệt vời luôn. Và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.